Thưa quý vị, hòa cùng lễ hội Hương Sen xứ Nghệ, kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối ngày 8 tháng 4 âm lịch vừa qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trang nghiêm long trọng tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2566 tại Tùng Lâm Diệc Cổ, thành phố Vinh. Bên cạnh đó, Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố trên cả nước cũng trang nghiêm thiết lễ kính mừng ngày Phật đản. Chứng minh buổi lễ có Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương, Hòa Thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Hòa Thượng Thích Quang Nhuận, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An cùng Chư Tôn Đức Ban Trị sự tỉnh. Tham dự đại lễ có ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Tôn giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, cùng đại diện các cấp chính quyền tỉnh và thành phố Vinh và đông đảo tín đồ Phật tử đồng về tham dự. Tại buổi lễ, toàn thể đại chúng trang nghiêm hướng về kim thân Phật sơ sinh, lắng động thân tâm, nghe thông điệp Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Quyền Pháp Chủ, Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu tuyên đọc, sau đó Thượng tọa Thích Thọ Lạc tuyên đọc diễn văn Phật đản Phật lịch 2566 của Trưởng lão Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa cùng niềm hân hoan của Phật giáo tỉnh Nghệ An trong ngày Phật đản, ông Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu chúc mừng đại lễ. Sau lễ hành chánh là nghi lễ tâm linh truyền thống, Chư Tôn Đức chứng minh và lãnh đạo chính quyền thành kính dâng hương cúng dường Tam Bảo, Thượng tọa Thích Thọ Lạc xướng đảnh lễ danh hiệu Đức Phật. Tiếp theo, đại chúng cùng nhau tụng kinh chuyển Pháp Luân nhằm ôn lại giáo pháp của Đức Phật đã để lại cho nhân loại hơn 26 thế kỷ trước. Đồng thời, nhờ năng lượng từ bi của Đức Phật, hiệp lực cùng với lời cầu nguyện của tăng ni Phật tử, mong cho quốc thới dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, dịch bệnh tiêu trừ. Sau đó, Pháp hội cử hành nghi thức tắm Phật nhằm thể hiện lòng kính ngưỡng và tri ân sâu sắc của người con Phật trong ngày khánh đản của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Được biết, đại lễ kính mừng Phật đản năm nay được tổ chức nằm trong khuôn khổ chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027, chính thức khai mạc vào sáng mai, ngày 9 tháng 5.